Hôm nay chúng ta lại có mặt ở phiên tòa thứ tư của tòa thượng thẩm ở Berlin, nơi đang xử nghi phạm mật vụ ở Việt Nam Nguyễn Hải Long. Và tại đây, trong phiên tòa buổi sáng thì đã có tới 6 nhân chứng người Đức đưa ra những thông tin rất chi tiết và những hình ảnh khi họ nhìn nhận ra những khuôn mặt rất là quen. Và đặc biệt ông Nguyễn Hải Long đã được cái nhóm này nhận được mặt. Vào buổi chiều thì phiên tòa có những cái thông tin mới, đó là một cái văn phòng bán vé máy bay của người Việt Nam được đặt ngay ở phía trước cạnh trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin. Tại đây, 3 chiếc vé máy bay đã được xuất ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, đường bay của qua hãng hàng không Hải Nan. Giải thích trước tòa, người bán vé này nói rằng thời điểm đó thì không thể có vé máy bay khác, cho nên họ đã phải đặt cái vé máy bay này mặc dù nó rất đắt để kịp theo yêu cầu của một nhân viên sứ quán gọi tên là cô Oanh, đã đặt vé máy bay này và cho 3 người đi trong ngay buổi chiều hôm đó. Chuyến bay đã khởi hành vào lúc 19 giờ 40 phút và trong đó ngoài danh sách có hai tên hai người đàn ông, còn có tên của cô Phương là cái người đã được cho rằng đã bị bắt cóc vào cái ngày đúng ngày hôm đó và đưa vào Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Thời báo chấm d tường thuật tại Berlin ngày 8 tháng 8 năm 2018 tại tòa thượng thẩm Berlin.